Đồng nhai thân mến, bữa nay các bạn ăn gì rồi? Còn nếu mà chưa biết ăn gì thì mời vô đây ngồi xem. Xem xong tự nhiên cái thèm liền, đói liền biết ăn gì luôn. Lợi hại là ở chỗ đó đó. Món thứ nhất là hủ tiếu mì khô thập cẩm. Kể như cái món này dễ lắm, ăn sáng trưa chiều tối gì cũng được trơn. Nhớ thủ thêm mấy cục há cảo để ăn chung cho nó căng cái bao tử. Ráng kiếm chỗ nào mà người ta làm cái nhân há cảo vừa thơm mà vừa ngon thế này nè. Để mà chấm với lại miếng xì dầu thôi là ăn nhất cái nách. Chỗ này đường cái rất là đặc sắc, kêu thêm tóp mỡ thoải mái, người ta cho rất là hào phóng luôn. Chỉ cần vậy thôi đó, làm được nguyên tô hủ tiếu mì trộn tóp mỡ. Ta nói ăn nó ghiền mà khỏi cần bỏ thêm chén đồ ăn luôn. Ô chu chèn ơi, tép mỡ nó béo nha, mà khi nhai trong miệng nó còn giòn giòn nữa. Rồi giờ mình qua mình xử tới cái tô nước lèo. Có mực, gan, trứng cút gì đầy đủ hết. Mà nước lèo ở đây người ta ninh sao ăn cái vị nó thanh dịu lắm. Thường đi ăn hủ tiếu mình sẽ ăn hủ tiếu khô để được cho một tô nước lèo riêng, để khi mà húp nước lèo mình cảm thấy nó chất lượng mà còn trọn vẹn hơn nữa. Chứ mà như bỏ hủ tiếu vô luôn thì mình không có thưởng thức được cái vị nước lèo thuần túy. Mà nha, dạo này mình ăn uống không có theo giờ của đồng hồ vật lý nữa, mà mình căng trên cái đồng hồ tâm sinh lý luôn. Kiểu như buồn là mình sẽ ăn, mà vui cũng ăn nha. Rồi mà không vui không buồn mà đang đói cũng ăn. Như cái tô mì ư đon này nè, mình không nhớ chính xác là mình ăn vào cái buổi nào luôn đó. Tự dưng tự ơ vậy đó, cái thèm mà. Mà đã thèm rồi thì cứ đi ăn thôi chứ ai đâu cấm. Tính ra cái sợi mì ư đon này bự dữ ta, đo xương xương chắc nó bự gấp đôi sợi bún lớn của mình. Tô của mình là mì ư đon thịt bò nướng, rồi cứ làm thêm chén nước chấm để kế bên. Nết ăn của mình nó vậy, ăn món gì cũng phải có chén nước chấm nha. Kiểu như mà cuộc sống có nhạt nhẽo quá thì mình cứ cho thêm nước chấm vô là nó cháy lại ngay. Một ngày ăn uống tưởng kết thúc tại đấy, nhưng mà không. Tới tầm tối tối là mình đi ngang trường học của bé hàng xóm, nơi mà có cái xe bán bánh mì nướng bất bại đó, rinh về nguyên một hộp chà bá lửa luôn. Bánh mì nướng muối ớt hen, rồi người ta chét một miếng mỡ hành, cho một miếng chà bông trứng cút phô mai vô. Bao lâu rồi các bạn chưa ăn lại cái món này vậy? Ăn liền đi chứ, tại vì nó ngon thiệt ngang. Kể như ăn hoài thì ngán, nhưng mà lâu lâu ăn lại nó ghiền. Nhai nó dai dai, giòn giòn, mặn mặn, ngọt ngọt, đã lắm.